Và sau đây thì chắc mình đến phần là đặt câu hỏi và trả lời ha. Thì Hiền chia sẻ về cái pháp lý của dự án, tại vì cái câu hỏi này hầu như khách hàng nào cũng hỏi hết. Dự án Celesta 2 của mình là đã được phê duyệt dự án đầu tư. Tất cả cái master plan của dự án là đều được cơ quan chức năng phê duyệt hết rồi. Thì đảm bảo là các cái căn hộ của khách hàng là sẽ không bao giờ không bị, sau khi khách hàng mua sẽ không có bị thay đổi cái layout. Tất cả các hồ sơ giấy tờ liên quan để đi đến giấy phép xây dựng chủ đầu tư cũng đã hoàn thành. Thì bây giờ chỉ còn một cái cuối cùng là cái giấy phép cuối cùng là mình đang đợi giấy phép xây dựng từ bộ xây từ 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 cơ quan ban ngành liên quan. Tiến độ dự án của mình thì bây giờ là giữa năm 2021 thì mình sẽ dự kiến bàn giao dự án cho toàn bộ cư dân vào cuối năm 2024. Về đơn vị quản lý thì hiện tại chủ đầu tư chưa có lựa chọn. Thông thường thì là mình sẽ ký hợp đồng với đơn vị quản lý là ít nhất là 6 tháng trước khi bàn giao căn hộ. Chứ thời điểm này thì mình chưa có chọn đơn vị quản lý. Tuy nhiên là chủ đầu tư sẽ cũng lựa chọn những cái shortlist, những cái đơn vị rất là uy tín và có kinh nghiệm trong quản lý ha. Thì còn về phí quản lý dự án giai đoạn 1 là Celesta Rise, mình cái phí quản lý là 18.000 trên 1 m². Còn Celesta 2 thì cái tiện ích nó nhiều hơn, thì mình cũng dự kiến từ cái mức đó. Cái con số chính xác thì mình chưa có đưa ra, nhưng mà theo thông tin thì mình cũng từ cái mức Celesta 2 thì cũng không có quá cao hơn so với Celesta 2, Celesta Rise. Cũng khoảng 18, 19 hoặc là 20 ngàn gì thôi. Nhưng mà cái con số chính xác thì mình đang làm việc với bộ phận quản lý của bên Capital Land để mình có thể dự kiến được cái mức phí phù hợp với dự án. Thì tất cả khi đóng phí quản lý hàng tháng thì tất cả các tiện ích nãy giờ hình trao đổi thì dân cư đều được miễn phí hết. Đơn vị xây dựng thì hiện tại mình chưa có chọn chính thức, tại vì khi có giấy phép xây dựng mình mới bắt đầu, mình mới ký cái hợp đồng với cái nhà thầu chính thức của dự án. Thì giống như dự án Celesta Rise cũng vậy, mình lựa chọn, mình đã shortlist ra 3 cái đơn vị cũng lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay rồi. Nhìn là cái đơn vị chính thức thì khi có giấy phép xây dựng mình sẽ công bố cho toàn bộ cư dân, toàn bộ khách hàng. Thông thường á là từ 6 tháng đến 1 năm. Thì cái này chị Hạnh có thể chia sẻ rõ hơn cho mọi người ha. Tại chị Hạnh làm ở Capital Land cũng rất là lâu và qua rất là nhiều dự án rồi. Chị Hạnh có thể chia sẻ cái câu hỏi này, thông thường mấy cái dự án mình ra sổ cho khách hàng là khoảng bao lâu chị Hạnh ha? Để Hạnh chia sẻ cái vấn đề này ha, thì đối với Capital Land làm rất là nhiều dự án, đặc biệt là trước đây mình làm ở bên quận 2 là Estella hoặc là Estella Heights, thì những dự án này thì trong vòng khoảng 1 năm là khách hàng nộp hồ sơ, nói chung là kể từ lúc giao nhà khách hàng nộp hồ sơ là khoảng trong vòng 1 năm là khách hàng đã có sổ hồng cho từng căn mà mình sở hữu. Bên quận 7 thì cũng đối với cái quận 7 thì có dự án Rira Point. Thì Rira Point thì đó là giai đoạn đầu tiên của dự án, thì cái thời gian nó có thể lâu, nó có lâu hơn. Nhưng mà sau đó cái giai đoạn thứ hai là The View thì nó cũng là 1 năm thôi. Nói chung là những dự án của Capital khi mà bàn giao nhà là hầu như tất cả các giấy tờ pháp lý là đều ổn hết, và để ra sổ thì nó cũng khá là nhanh, thì trong vòng khoảng 1 năm. Thì giống như hồi nãy mình có chia sẻ cho các bạn về cái hiện trạng pháp lý của dự án Celesta Heights. Tại vì mình phát triển rất là nhiều dự án rồi tại các khu vực khác nhau tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì dựa trên cái kinh nghiệm đó thì từng cái giai đoạn pháp lý của dự án thì chủ đầu tư rất là kỹ lưỡng trong những cái giấy tờ hồ sơ pháp lý để đảm bảo là khi bàn giao nhà cho khách hàng thì trong vòng 1 năm là chủ đầu tư có thể cấp sổ hồng cho toàn bộ cư dân. Thì thể hiện là cái những dự án là các bộ bàn giao và thực ra là trong vòng 1 năm là đã bàn giao sổ cho khách rồi.
Bây giờ mình sẽ nhận booking thì chuyển trực tiếp chủ đầu tư và mình sẽ ghi nhận cái số lượng của từng sàn. Thì ví dụ như là Celesta Rise thì mình sẽ giai đoạn đầu mình sẽ chia rổ hàng riêng dựa theo booking của từng sàn. Còn các cái phase sau thì mình đưa rổ hàng chung. Thì các sàn sẽ tự manage cái booking của mình và book chung cùng các sàn khác. Thì cái hình thức đợt này thì mình chưa có quyết định là chia rổ hàng riêng hay là mình sẽ để một cái rổ hàng chung. Thì đến gần thời điểm bán hàng, chủ đầu tư sẽ công bố cho các sàn. Thì riêng đối với các sàn, khi mà mình nhận booking thì mình manage cái số lượng booking trên của sàn của mình. Ví dụ chủ đầu tư có chia rổ hàng riêng cho từng sàn thì các sàn sẽ tự sắp xếp cái căn trên cái số thứ tự ưu tiên của các khách hàng booking tại sàn F1 của mình ha. Còn nếu mà chủ đầu tư có đưa rổ hàng chung cho tất cả các sàn thì cứ ưu tiên book trên cái rổ hàng chung như thế nào thì các sàn sẽ tự manage những cái số lượng booking của sàn mình. Chủ đầu tư sẽ không can thiệp vào cái việc sắp xếp căn cho khách hàng của các sàn. Này rất là cơ bản, là thứ nhất đó, là dự án được hợp tác bởi Capitaland và Phú Long. Thì Capitaland là 60%, Phú Long 40%. Và tất cả các công tác phát triển dự án cũng như công tác bán hàng, marketing là Capital sẽ phụ trách. Thì dự án Celesta 2 sẽ, tức là pháp nhân của dự án Celesta 2 là công ty nhà bè. Thì khi ký hợp đồng thì khách hàng sẽ ký với công ty nhà bè. Và đại diện pháp luật của công ty nhà bè là anh Elvin. Anh Elvin là GD của dự án, là nhân sự của Capitaland. Anh Elvin cũng là hồi trước là GD của dự án main dự án Infinity quận 7 và cũng là GD của dự án Celesta Rise, và bây giờ cũng là GD dự án của Celesta 2, là tất cả các dự án Celesta là Elvin sẽ phụ trách là đại diện pháp luật của công ty nhà bè để ký với khách hàng. Là pháp nhân nhà bè là được hợp tác bởi Capitaland và Phú Long. Đối với phương thức thanh toán thì hiện tại là mình chưa có công bố phương thức thanh toán chính thức. Tuy nhiên là dự án mình sẽ có một cái phương thức thanh toán chuẩn, là từ khi triển khai khách hàng ký hợp đồng đặt cọc đến khi nhận nhà là trong vòng khoảng hơn 3 năm, khách hàng thanh toán chỉ có 50% thôi. Là khi ký hợp đồng đặt cọc là 10%, có thể là đến khi ký hợp đồng mua bán là thanh toán đủ 20%, là ký hợp đồng mua bán lúc đó xong móng, và tiếp theo là từ khi mà ký hợp đồng mua bán đến khi nhận nhà là thanh toán đủ 50. Nhận nhà là khách hàng thanh toán 45 và sổ là 5%. Phương thức thanh toán chuẩn cũng rất là giản rồi. Tuy nhiên là mình có thể có những cái phương thức thanh toán giản hơn, thì cái đó chủ đầu tư sẽ công bố sau. Và đối với ngân hàng hỗ trợ khách hàng vay thì đặc biệt dự án mình không có thế chấp tại bất cứ ngân hàng nào hết, mình cũng không có thế chấp để huy động vốn từ ngân hàng nào, cho nên mình có thể mở cho tất cả các ngân hàng tham gia cho khách hàng vay. Cái vấn đề ngân hàng offer cái chính sách cho khách hàng vay á, là mình là sẽ là đơn vị lựa chọn ngân hàng, những cái ngân hàng uy tín và cái mức lãi suất nó ưu đãi dành cho khách hàng. Thì giống như hiện tại là Celesta Rise mình cũng đã làm việc, mình đang làm việc với 5 ngân hàng để cho khách hàng vay. Ví dụ ngân hàng nước ngoài là có UOB, HSBC, ngân hàng Việt Nam thì có HD Bank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV. Đó là những cái ngân hàng mà mình làm việc để offer cho khách hàng khi mà khách hàng có nhu cầu vay mua dự án Celesta cũng như là Celesta 2. Thì ngân hàng sẽ có thể sẽ làm việc với khách hàng từ giai đoạn đầu tiên, nhưng khách hàng chỉ vay bắt đầu là vay được khi khách hàng sau khi khách hàng ký hợp đồng mua bán và thanh toán đủ 30% ha, thì ngân hàng sẽ bắt đầu tham gia vào cái thời điểm đó. Chứ thực ra thời điểm đầu lúc mà ký hợp đồng đặt cọc thì các ngân hàng chưa có tham gia giải ngân đâu. Thì Hiền chia sẻ một chút xíu về cái đối tượng khách hàng mà đã chọn mua gần 1.000 căn hộ của Celesta Rise trong vòng 6 tháng. Thì đặc biệt là cái mặc dù là ví dụ như dự án mình mở trong những cái giai đoạn đầu tiên ha, tức là những cái phase đầu, nhưng mà cái lượng khách hàng mua để ở chiếm tỷ lệ rất là cao.
Ví dụ như là hiện thống kê là trong ba cái giai đoạn đầu tiên của Celesta Rise thì căn hộ 2 phòng ngủ thì tỷ lệ mua đầu tư dài hạn cũng như để dành hoặc là tặng con cháu gì đó thì 70% và mua để ở là 30%. Tuy nhiên đối với căn hộ 3 phòng ngủ là mua để ở là chiếm đến 70% và mua để đầu tư là 30%. Đó là cái kênh chân dung mà hiện thống kê từ cái con số thực tế của toàn bộ khách hàng gần 1.000 khách hàng mua cái đã mua cái dự án Celesta Rise thì căn hộ 3 phòng ngủ là 70% là khách hàng mua để ở. Còn 30% là mua để cho thuê hoặc là đầu tư dài hạn. Còn số lượng căn hộ 2 phòng ngủ thì cái số lượng đầu tư thì nhiều hơn. Và cái đối tượng khách hàng của mình là hầu như là hơn 60% là tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh. 20% là gần 20% là mình tập trung tại các tỉnh thành khác lân cận. Chủ yếu các tỉnh thành lân cận và ngoài phía Bắc là Hà Nội. Và khoảng hơn 10% là đối tượng khách hàng người nước ngoài mua. Vì sao mà trong cái giai đoạn 1, mặc dù là giai đoạn đầu tiên thì thường là khách hàng đầu tư sẽ tham gia, mà Celesta Rise là khách hàng mua để ở tham gia rất là nhiều? Tại vì sẽ có những cái lý do. Thứ nhất là cái vị trí của dự án là nó rất gần trung tâm thành phố, thuận tiện trong cái việc công tác của khách hàng. Ví dụ khách hàng làm ở trung tâm quận nhất thì từ dự án chỉ có khoảng 15 phút để kết nối đến cái khu vực làm việc tại trung tâm thành phố của cư dân. Lý do thứ hai là tại sao khách hàng mua để ở chọn mua từ thời điểm đầu tiên chứ không có đợi bàn giao nhà, gần thời điểm bàn giao nhà mới mua lại. Tại vì họ chắc chắn là mua giai đoạn này thì khách hàng sẽ được cái giá ưu đãi, phương thức thanh toán giảm. Và với cái uy tín phát triển của Capoland thì khách hàng yên tâm là khi bàn giao nhà sẽ đẹp hơn tất cả những cái render hiện tại. Và cái đó là thực tế đã chứng minh. Ví dụ hồi nãy giờ Hình đưa những cái hình ảnh render của về tiện ích đi. Nhưng mà đảm bảo 100% khi mà bàn giao thực tế, những hình ảnh thực tế còn đẹp hơn hình ảnh render nữa. Và cái kinh nghiệm phát triển của Capoland đối với các dự án căn hộ thì khách hàng cũng đã trải nghiệm và họ 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 tin tưởng được cái uy tín của chủ đầu tư. Cũng như hồi nãy có một bạn hỏi về việc sổ hồng đi, thì khi sau khi bàn giao khoảng 1 năm đã có sổ rồi. Thì đó là những cái lý do mà khách hàng mua để ở họ lựa chọn, họ chỉ cần có thông tin là Capoland ra dự án là họ đã mua rồi. Chứ họ không có cần phải đợi, họ đắn đo suy nghĩ gì hết. Có những khách hàng mà khi đến với chủ đầu tư đến dự án á, hỏi tại sao anh chị lại chọn mua dự án Celesta Rise. Thì các cô chú, các anh chị đó trả lời rất là đơn giản. Tại vì đó dự án Capo thì anh chị mua thôi. Thực ra cái vị trí này mình cũng không mình cũng không họ gọi là vùng ven, tại vì khi mà mình đầu tư á, là đầu tư dài hạn. Ví dụ thời điểm Capoland phối hợp với Phú Long đã một thời gian trước rồi, mình đã nhìn thấy cái tiềm năng phát triển của khu vực Nhà Bè cũng như hạ tầng phát triển, và cái tiềm năng Nhà Bè lên quận hoặc là thành phố trực thuộc thành phố vào cái đúng cái thời điểm mà dự án bàn giao cho cư dân, và cái khoảng cách từ vị trí dự án đến trung tâm thành phố rất là gần, là chỉ có 7,9 km là đến chợ Bến Thành rồi. Thì với cái vị trí như vậy thì mình cũng không hẳn gọi là vùng ven. Đó là một cái vị trí rất là thuận lợi cho cư dân khi mà họ sinh sống ở đây. Và mình nhắm đến đối tượng khách hàng là ở thật, tức là đối với những vị trí như vậy, mình nhắm đến những cái khách hàng mà họ có nhu cầu thật thì họ lựa chọn những cái vị trí thuận lợi cho cái căn nhà tương lai của mình. Đối với khách hàng mà mua dự án Celesta Rise thì những cái khách hàng ở khu vực Nhà Bè, quận 7, Phú Mỹ Hưng thì lựa chọn rất là nhiều. Hiện không nhớ là chính xác là phần trăm trên tổng cái số lượng khách hàng thành phố mua bao nhiêu, nhưng mà hình nhớ là khoảng cũng phải 40-50% chứ không có ít đâu. Khu vực quận 4 này, quận 1, quận 4, quận 8, khu vực quận 7, Phú Mỹ Hưng lựa chọn mua rất là nhiều. Celesta 2 của mình thì mình chia sẻ là khách hàng, khi khách hàng ký hợp đồng đặt cọc ha, thì chủ đầu tư sẽ không có đồng ý cho khách hàng chuyển nhượng, là khách hàng chỉ được chuyển nhượng sau khi mà ký hợp đồng mua bán.
là lúc đó khách hàng thanh toán 20% và ký hợp đồng mua bán chính thức, thì khách hàng sẽ được quyền chuyển nhượng cho khách hàng khác. Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ tất cả các hồ sơ, tức là làm tất cả những cái hồ sơ chứng từ theo quy định, theo theo pháp luật thôi. Ví dụ như khi khách hàng ký hợp đồng mua bán rồi đúng không, chuyển nhượng, thì mình sẽ hai bên, bên bán bên mua sẽ công chứng chuyển nhượng, đóng thuế để đem những cái hồ sơ giấy tờ thuế và hợp đồng chuyển nhượng nó về chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ làm một cái phụ lục chuyển tên cho khách hàng. Thì thủ tục cũng đơn giản, các anh chị các bạn làm chuyển nhượng cho khách hàng từng đã làm thì cái thủ tục nó cũng tương đồng. Chị Hạnh ơi, chị Hạnh, thường là các dự án khác mình làm hồ sơ chuyển nhượng cho khách hàng sau khi khách hàng bổ sung đầy đủ hồ sơ thì khoảng bao lâu chị Hạnh ha? Thì để mà chuyển nhượng á, thì điều kiện đầu tiên là mình phải ra phải có hợp đồng mua bán. Khi có hợp đồng mua bán rồi và mình muốn chuyển nhượng thì mình sẽ gửi một yêu cầu về cho chủ đầu tư, là giả sử là người A đứng tên muốn chuyển tên sang cho người B thì gửi cái yêu cầu đó đầy đủ thông tin của cả A và B, và chủ đầu tư căn cứ trên cái thông tin đó trong vòng 1 tuần là đã có thể phát ban hành tất cả những cái giấy tờ để A và B đi công chứng hồ sơ tại phòng công chứng. Thì sau khi công chứng xong và các bên AB nộp thuế, kê khai thuế xong, gửi hồ sơ về cho chủ đầu tư là đã thể hiện là đã công chứng và nộp thuế, thì sau đó khoảng trong vòng 1 tuần là đã xong cái thủ tục chuyển nhượng để ra cái xác nhận cuối cùng là cái căn hộ này đã chuyển từ A sang B. Thì nó tùy thuộc vào cái thời gian mình công chứng với ra nộp thuế thôi. Còn về phía chủ tư thì khoảng mất tầm khoảng 2 tuần. Thì tiến độ triển khai giai đoạn 1 giới thiệu dự án ra cho toàn bộ khách hàng ha, thì bây giờ sau buổi này thì mình sẽ chính thức nhận dự chỗ dự án. Đầu tháng 7 thì mình sẽ khai trương cho nhà mẫu cho khách hàng tham quan, và event mình sẽ triển khai vào thời điểm giữa hoặc cuối tháng 7 sẽ ra mắt, để căn hộ đã ra mắt giai đoạn 1 cho của dự án. Lúc đó thì khách hàng có thể chuyển từ dự chỗ sang đặt cọc chính thức và ký hợp đồng đặt cọc, dự kiến là giữa hoặc cuối tháng 7 ha. Rồi cái sau event triển khai bán hàng đúng không? Thì trong vòng 5 ngày là khách hàng sẽ confirm là khách hàng muốn giữ lại hay là muốn refund, muốn tiến hành refund. Thì trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng confirm thì chủ đầu tư sẽ refund vào đúng cái tài khoản của khách hàng. Một cái lưu ý nữa là do quy định của các bộ len, cho nên là khi các anh chị và các bạn tư vấn khách hàng giữ chỗ ha, đặc biệt là khách hàng thanh toán các đợt tiếp theo, đặc biệt là khách hàng phải chuyển khoản từ chính cái tài khoản của mình. Ví dụ như là ông Nguyễn Văn A đứng tên trên cái phiếu giữ chỗ thì cái số tiền 100 triệu đó phải được chuyển từ tài khoản của ông Nguyễn Văn A. Mình không có cho, tức không có đồng ý một cái đơn vị thứ ba hoặc là một người thứ ba chuyển khoản hộ ha. Thì mọi người lưu ý giúp nhắc khách hàng ngay từ những cái ngày đầu tiên để tránh, ví dụ như là nhiều khi là chồng đứng tên mà là vợ chuyển khoản, hoặc là con đứng tên mà bố mẹ chuyển khoản, thì lúc đó cái thủ tục nó sẽ phiền cho khách hàng hơn. Thì tốt hơn hết hoặc là nhờ bạn chuyển hộ cái đó. Thì ví dụ một cái đơn vị thứ ba chuyển tiền thì chủ đầu tư phải làm một cái gọi là cái ethics check á, là một cái report báo cáo về cái chống rửa tiền của khách hàng đó nữa, nó rất là phiền. Cho nên mọi người lưu ý khách hàng, toàn bộ khách hàng của mình ngay từ những cái buổi tư vấn đầu tiên là khi giữ chỗ thì khách hàng phải chuyển khoản đúng từ tài khoản của chính chủ. Về mức độ bàn giao thì mình có hai cái mức độ, tức là mình bàn giao cho khách hàng hai lựa chọn. Lựa chọn là bàn giao thô thì cái đó thì chắc mọi người cũng dễ hình dung rồi. Còn đối với bàn giao hoàn thiện thì mình bàn giao khá là đầy đủ. Ví dụ như bếp thì mình bàn giao tủ kệ bếp, mặt bếp, cũng như là vòi rửa, chậu rửa. Trong bếp là mình bàn giao gần hết, chỉ trừ các trang thiết bị giống như là tủ lạnh, lò vi sóng, lò nướng. Bếp thì mình bàn giao khá đầy đủ cho khách hàng ha. Đối với khu vực sàn thì mình bàn giao lát gạch. Phòng ngủ thì mình sẽ bàn giao là sàn gỗ,
Để hình như, đối với Celesta 2 là mình có tủ cho khách hàng và tất cả các cái trang thiết bị trong vệ sinh thì mình bàn giao đầy đủ hết. Thì theo cái chuẩn của Celesta 2 là mình chọn cái đơn vị là Hafler, mình cho tất cả các trang thiết bị vệ sinh. Ừ, cũng như bếp, bếp mình cũng chọn Hafler. Lốc cửa là mình cửa thông minh, ba chức năng mình cũng chọn Hafler. Và đặc biệt mình sẽ cung cấp toàn bộ hệ thống máy lạnh cho tất cả các phòng trong căn hộ. Chủ đầu tư cũng sẽ gửi cái bảng bàn giao, vật liệu bàn giao cho các sàn để mình có thể hình dung và mình tư vấn khách hàng chi tiết hơn. Thì khi mà nhà mẫu hình thành thì ở trong nhà mẫu mình cũng sẽ có một cái bảng vật tư bàn giao hoàn thiện cho khách hàng. Thì khi nhìn vào đó thì mọi người cũng có thể hình dung rõ hơn và những cái vật tư màu sắc mà sau này mình sẽ bàn giao cho khách hàng. Rồi câu hỏi tiếp theo là mình nói là mình có rất là nhiều nhiều cái ưu điểm đúng không ạ? Còn cái khuyết điểm là gì? Thực sự khi mà triển khai cái dự án này, tại vì mình tham gia từ những cái ngày đầu tiên, từng cái ý tưởng phát triển, làm việc với các cái đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc cảnh quan, thì thực sự mình không có thấy khuyết điểm gì hết trơn. Tất cả những cái khuyết điểm mình biến thành ưu điểm. Ví dụ như là thực sự cái mùi rác, cái mọi người cũng hay thắc hay hay lo sợ về cái mùi mùi rác Đa Phước đúng không ạ? Thực ra là cái khu mình theo phản ánh của cư dân ở khu vực này thì hầu như là họ ít khi mà ngửi thấy cái mùi đó lắm. Cho nên đó là với lại cái khoảng cách từ dự án mình đến cái bãi rác nó cũng khá là xa. Cho nên đó là cũng không có sợ bị ảnh hưởng nhiều. Còn cái khu vực cái mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ thì có thể là sẽ có tiếng ồn từ các cái phương tiện giao thông mà lưu thông trên cái tuyến đường này. Thì đối với cái phát triển hạ tầng khi mà cái cao tốc lên thì giảm thiểu tối đa cái lượng container cũng như xe tải lớn đi qua cái trục đường này thì cũng sẽ giảm thiểu được tiếng ồn. Với cái thứ hai á, là khi mà xây dựng giá thì cái mặt ngoài đường Nguyễn Hữu Thọ thì sẽ có giá nó tốt hơn so với cái mặt phía trong. Thì khách hàng có thể hai lựa chọn, nếu mà khách hàng muốn cái giá nó rẻ hơn thì khách hàng có thể lựa chọn mặt Nguyễn Hữu Thọ, hoặc khách hàng muốn là nó thực sự yên tĩnh và nhìn vô phía trong thì khách hàng chấp nhận giá cao hơn để lựa chọn mặt trong. Tuy nhiên mặt ngoài cũng rất là đẹp ha, mặt ngoài là mình không bị chắn view và mình nhìn xa ra xa một chút xíu là mình đã nhìn thấy có một cái con sông và mình nhìn thấy khu đô thị Phú Mỹ Hưng rồi. Thì có thể tùy nhu cầu của khách hàng. Khách hàng có thể lựa chọn cái căn hộ phù hợp với nhu cầu của mình. Giống như là một số khách hàng của các bạn kinh doanh đi, lúc nào các bạn cũng tư vấn cho anh chị lấy mặt trong, mình nói không, anh chị chỉ thích mặt ngoài cũng ngoài đường thôi. Thì các bạn cũng nói là có thể sẽ bị ảnh hưởng tiếng ồn đó, nhưng mà khách hàng vẫn thích cái mặt ngoài là khách hàng chọn. Một cái nữa là cái khu mọi người sợ cái hệ thống dây điện đúng không ạ? Thì thực ra là đây mình mở cái hình render để cho các anh chị các bạn hình dung rõ hơn. Dây điện sẽ tức là cái đường điện cao thế nó sẽ đi về phía cái mặt phía tháp cái cuối tháp 4 đó là ở phía sau này, đây là phía sau. Tuy nhiên là theo quy hoạch thì tất cả cái hệ thống dây điện này sẽ được GIS ngầm hóa. Thì về tương lai sẽ không ảnh hưởng. Tuy nhiên á, là nếu mà hiện tại á, là khách hàng chưa có ngầm hóa thì khách hàng vẫn hơi lo sợ, nhưng thực ra nó khoảng cách rất là xa. Tại vì bên dự án Selecta 2 mình còn một cái giai đoạn tiếp theo là khu 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 mà mới được ký kết giữa cái bồ với Phú Long là một khu thấp tầng. Rồi tiếp theo nữa cái khoảng cách an toàn rồi mới đến cái khu dây điện. Cho nên nó là khoảng cách khá là xa, và cái mặt mà tiếp giáp với cái khu mà tiếp giáp với những cái đường điện này này là hầu như mình làm tường hết chứ mình không có làm cửa. Cho nên nó là mình tối đa hóa, mình đưa những cái cửa ban công mình đưa ra mặt ngoài hoặc là mặt phía trong. Thì đó, thì mọi người khi mà tư vấn cho khách hàng thì mọi người cũng nên biết những cái thông tin này để mình có thể nói rõ cho khách hàng hơn. Mình bắt đầu nhận booking thì cái một booking một khách hàng thì mình sẽ được tối đa hai booking ha.
một khách hàng mình sẽ được nhận tối đa 2 booking. Còn để mình mute on cho mọi người dễ nghe. Một khách hàng mình sẽ nhận tối đa 2 booking. Đối với cái giá của thô và hoàn thiện thì giống như Celesta Rise thì mình chênh lệch khoảng từ 5 đến 6 triệu một mét vuông. Còn Celesta 2 thì mình sẽ công bố cái giá rumo của hai cái tòa này. Tại vì á, là mình dự kiến triển khai giai đoạn 1 là dự kiến tháp 3 và tháp 4 là hai tháp thô. Còn tháp 1 và tháp 2 mình sẽ dự kiến triển khai giai đoạn sau. Thì hoàn thiện là mình chỉ có hoàn thiện giai đoạn 1 thôi. Tức là hoàn thiện mình chỉ hoàn thiện tòa tháp 1 thôi. Thì nếu mà theo cái plan của chủ đầu tư thì giai đoạn 1 triển khai này mình sẽ triển khai 2 tháp và 2 tháp thô. Còn cái căn hộ duplex penthouse cũng như là căn hộ mặt tiền. Đây, duplex penthouse mình chỉ bố trí trên 2 tháp 3, 2 và tháp 3. Thì hiện đang đề xuất các sếp là khi mà mình triển khai giai đoạn 1 thì mình sẽ triển khai các cái căn hộ duplex penthouse ở trên đây luôn. Của tháp 3 luôn. Và căn hộ mặt tiền thì trong giai đoạn này mình chưa triển khai ha. Mình để căn hộ mặt tiền cho giai đoạn sau. Về cái tỷ lệ đậu xe thì mình sẽ đáp ứng là 70% cái số lượng căn hộ sẽ có bãi đậu xe hơi và tất cả các căn hộ sẽ có 2 chỗ đậu xe máy. Thì cái cách sắp xếp là mình đối với căn hộ 3 phòng ngủ thì mình sẽ ưu tiên có một chỗ đậu xe hơi, còn căn hộ 1 hoặc 2 phòng ngủ thì mình sẽ trên tỷ lệ là first come first serve là khoảng 70%. Căn hộ 3 phòng ngủ duplex penthouse thì chắc chắn là mỗi căn sẽ có một chỗ đậu xe hơi ha. Mình có bố trí khu để xe ngoài trời, tức là ngoài tầng hầm. Thì phía cái trước cái khu vực các căn hộ mặt tiền thì mình có cái bãi đậu xe vãng lai dành cho đậu xe hơi cũng như đậu xe máy, để khi mà giao thương, tức là khi khách hàng đến mua sắm hoặc là dừng đổ một cách dễ dàng ở phía mặt ngoài để có thể dễ dàng access vô cái khu căn hộ mặt tiền ha. Tại vì mọi người nhìn phối cảnh thì nhìn nó rất là gần, nhưng thực ra dự án lùi ra phía sau có một khoảng cách rất là rộng. Thì trước khi mà đi, tức là cái ranh dự án thì sẽ có một cái khu vực đậu xe, xong mới đến cái đường cái lối đi ra đi vào, rồi mới đến cái hành lang của cái khu căn hộ mặt tiền. Về pháp lý cũng như pháp nhân của dự án thì mình giải thích về pháp lý của dự án ha. Thì mình khi khách hàng hỏi thì mọi người vui lòng trả lời giống như những cái gì mình chia sẻ. Mình không có giấu giếm khách hàng gì hết. Mình nói là dự án mình hiện trạng pháp lý đến đâu, có phê duyệt dự án đầu tư, đã được phê duyệt master plan, mặt bằng tổng thể và những cái hồ sơ liên quan để có giấy phép xây dựng. Thì hiện tại mình đang chờ giấy phép xây dựng. Thì cái đó mình chia sẻ thật tình, tức là chia sẻ thật tình với khách hàng luôn chứ mình đừng có giấu. Mình không có chia sẻ nó lịch lạc thông tin, và khách hàng tin tưởng thì khách hàng sẽ quyết định mua, tránh cái trường hợp là mình nói sai cái thông tin về pháp lý, sau này sẽ có sự kiện tụng giữa khách hàng với cái đơn vị kinh doanh ha. Những cái hồ sơ pháp lý mình sẽ không có cung cấp cho khách hàng. Nếu khách hàng thực sự không yên tâm thì mình có thể mời khách hàng lên khu vực nhà mẫu văn phòng bán hàng. Thì ở đây thì sẽ có Hiền, chị Hạnh và các bạn ở trong team sẽ hỗ trợ giải thích cho khách hàng, cũng như là có thể đưa cho khách hàng xem tại khu vực văn phòng bán hàng của chủ đầu tư. Thì thực sự những cái khách hàng mà đã mua sản phẩm do các plan phát triển từ trước đến giờ thì sao họ khi mà bạn họ được cái một cái mức lợi nhuận rất là cao, đặc biệt là tăng giá sau khi bàn giao nhà. Tại vì khi mà dự án hình thành thì khách hàng dân cư rất là hài lòng với lại những cái gì mà chủ đầu tư bàn giao cho khách hàng, nó nhiều khi ngoài mong đợi của khách hàng luôn. Cho nên là Hiền mới nói ngay từ đầu á, nãy giờ các anh chị các bạn nhìn thấy cái hình ảnh rất là đẹp đúng không ạ? Nhưng khi bàn giao nhà sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó là lý do là khách hàng, Capolan có một cái đối tượng khách hàng rất là thân thiết, là cứ sản phẩm Capolan là khách hàng sẽ mua. Nên
Mình rất là tự tin khi mà giới thiệu cho khách hàng một cái sản phẩm như vậy, và đặc biệt Celesta 2 là được đúc kết kinh nghiệm của rất là nhiều cái sản phẩm phía trước đã triển khai trước kia, cho nên các cái bộ phận thiết kế, bộ phận phát triển dự án chọn cái đơn vị tư vấn, tất cả những đơn vị là được làm việc rất là kỹ lưỡng, cho nên là mọi người yên tâm khi mà lựa chọn cái sản phẩm Celesta 2 để đưa cho đến khách hàng tiềm năng của mình.